Khuya rồi được một bạn người Thái chốt thêm mới combo đồ nhỏ nhỏ dành cho lại xe nhỏ xuất Thái Lan nha anh em. Đây. Bạn này ở bển mua mình cũng nhiều rồi, nay chốt thêm nữa nè. Nay đợt này là bạn này chốt hai bộ lồng TA 67 Motor Kagawa dài 765 nha. Dài 765. Hôm nay bán mấy cái đồ đậu lồng nhỏ Take này bên Thái hơi bị nhiều nha anh em. Này là mấy bạn này cũng chốt cái nhôm nồi 5 lò xo rất leo nè. Piston 4 van Edmi Toyo trái nén nha. Mẫu 4 van sẵn, trái nén 13 đầu cao. Cái ron thao để xài cho cái lồng này. Và đây là một bộ piston bạc trái đúc Ipon 4 van mắc 4 van nha anh em. 13 đầu cao luôn. Rồi bạn này cũng chốt thêm ba bộ nhông số đấu lẻ của Fastech. Số này số dòng cao cấp nha anh em. Đấu đấu số 3 số 4 nha. Đó, đấu là cặp nhông số 3 và một con số 4 nha anh em. Số đấu Fastech. Số này cái thông số cũng lý tưởng lắm nha anh em. Hôm nay nhiều việc quá chưa có lên chi tiết về bộ số này. Chốt thêm cái cụ đời 7 màu rất leo nữa. Thị trường xe nhỏ đang rất là ok nha anh em.